Xin chào tất cả mọi người, tớ đã quay lại một video mới và chủ đề video này sẽ là về những sản phẩm chăm sóc da hàng ngày của tớ. Và lý do tớ nói một cách rất chán nản thế là tại vì tớ quay cái video này tận 5 lần rồi. Bởi vì tính cầu toàn cho nên là không thể chịu nổi khi mà thấy clip của mình nhìn quá kinh tởm nên tớ quyết định phải quay lại. Đây là lần thứ 5. Hy vọng lần này nó sẽ thực sự tốt đẹp để đến với các cậu. Ok, bắt đầu luôn nhá. Bước đầu tiên rất quan trọng với những bạn mà make up đấy chính là tẩy trang. Nếu mà các cậu không tẩy trang mà chỉ rửa mặt thôi thì nó sẽ thực sự là nó vẫn còn lớp make up trên mặt và dần dần sẽ tích tụ thành mụn, nhìn sẽ rất không đẹp một chút nào hết. Và tẩy trang mà tớ yêu thích nhất, tớ đã nói rất nhiều lần đấy chính là Bioderma. Loại màu xanh này, xanh lá cây này thì em này cho da dầu, có cả loại cho da khô nữa. Tớ là da cũng là thiên dầu cho nên tớ dùng loại này tớ thấy rất ưng. Và dùng xong thì da mình thực sự là rất mát, kiểu như mình vừa mới rửa mặt với nước lạnh ấy, rất là thích luôn. Kể cả vào mùa đông nó cũng không làm cho da mình bị khô hay là căng da đâu. Và nó tẩy rất sạch kể cả. Và sau khi mình tẩy cái xong mình thực sự không cần thiết phải rửa mặt lại vì nó rất sạch rồi. Và cái chai rất to, dùng nó sắp hết rồi. Tuy nhiên thì tôi sẽ mua ngay luôn một chai mới và em này chắc là còn lâu tôi mới thay tại vì rất là yêu. Tiếp theo là make up remover dành cho mắt và môi riêng. Đây là hai bộ phận mà rất cần chai tẩy trang riêng. Tại vì nếu các cậu tẩy chung cùng với cả một chai mà nó make up tẩy cho toàn mặt thì làm cho mắt sẽ bị cay. Và tiếp theo là môi mình nó sẽ căng ra khó chịu. Và tớ đang dùng hai em NYX và The Face Shop. NYX thì nói chung cả hai em này đều tớ đều thích cả, đều là loại có dầu hết. Và nó đều làm cho môi mình tẩy xong rất là mềm và không bị căng. Và tiếp theo là cũng không làm cay mắt đương nhiên vì nó chuyên dụng cho mắt và môi. Và hai em này vì nó chứa dầu cho nên là nó tẩy được cả soi kem đi ngon lo luôn, không có vấn đề gì hết. Tiếp theo là việc chọn sữa rửa mặt là một việc rất đau đầu. Tại vì là không phải lúc nào mình cũng chọn được loại mình ưng ý nhất. Thì tớ đang dùng CeraVe này, đây là một em sữa mặt hết sức lành tính. Nó tớ mua loại dùng cho da thường cho đến da dầu. Thì các bạn da khô nên dùng loại còn lại. Em này dùng rất là thích. Nó rất nhẹ da, nó thực sự khi mà mình rửa xong nó không làm cho da mình bị quá căng nhưng mình biết là nó đã rất là sạch rồi. Và những bạn mà da bị dầu và thực sự là rất nhiều kiểu mụn ý, thì không nên. Em này thì thực sự nó cũng không thực sự làm cho da mình nó hết mụn hay là gì đâu, nhưng mà nó có thể kiềm dầu rất tốt. Tức là tớ rửa em này xong tớ không cảm thấy là da tớ bị tiết quá nhiều dầu như một số em rửa mặt mà mình rửa xong da mình rất sạch nhưng mà mình lại cảm thấy là chỉ sau một thời gian thôi nó lại tiết ra nhiều dầu hơn. Những em như thế thì sẽ làm cho da mình xói mòn đi và nó sẽ càng ngày về sau nó sẽ càng xấu đi. Và bước tiếp theo cũng cực kỳ quan trọng, đấy là tẩy da chết. Tẩy da chết thì nên tẩy 2 lần một tuần. Và tớ đang dùng hai em này, đầu tiên là em đến từ San Yves. Và em này thì có hạt to hơn em này thì loại peeling gel, crush aqua peeling gel này thì nó nhẹ hơn và nó sẽ làm kiểu lúc mình rửa lên sẽ thấy mặt mình nó tẩy nhẹ hơn em này. Tuy nhiên thì cả hai em đều làm cho tẩy xong thì da mình sẽ rất sạch, rất là kiểu làm sạch sâu và rất mềm da. Em này thì những bạn da khô có lẽ là dùng sẽ hơi bị khô, nhưng mà đối với tớ thì kể cả vào mùa đông rồi da tớ nó hơi bị thiên khô một chút thì tớ dùng em này, mới dùng hôm qua thì nó vẫn không làm cho da bị khô hay là quá là khó chịu cả. Nói chung tớ thích cả hai em này. Và riêng với sữa rửa mặt và những cái loại tẩy da chết thì chúng ta nên chọn một sản phẩm mà mình, một đến hai sản phẩm mà mình thực sự yêu thích và mình dùng nó thường xuyên, chứ không nên thay đổi liên tục kiểu mỗi tháng một loại thì da không thể chịu được. Và như thế thì da sẽ càng ngày càng trở nên nhạy cảm và càng trở nên nó mỏng hơn và mụn nó sẽ càng ngày càng mọc nhiều hơn và như thế thì da sẽ không được đẹp. Cho nên là các cậu nên trung thành với loại sản phẩm và dùng nó. Tiếp sau khi mà mình đã rửa mặt xong rồi thì rất nên dùng nước hoa hồng, toner cũng như là dưỡng ẩm. Thì tôi có dùng hai loại này đây. Đây là hai sản phẩm mà tôi được tặng ở bên Hàn Quốc thì sẽ rất khó mua ở bên này. Tuy nhiên thì tôi dùng tôi thấy rất thích toner và dưỡng ẩm của nó. Đều có chứa vitamin C và có những cái hoạt chất rất là tự nhiên. Thì khi mà mình chọn nước hoa hồng mình nên chọn những cái sản phẩm nó có thành phần tự nhiên nhiều hơn. Và nói chung nên chọn những cái loại mà nó làm mềm da chứ không phải là những loại mà mình dùng xong mình cảm thấy da mình lại bị căng ấy. Thì nó lại thậm chí nó sẽ làm da mình nó không được cân bằng cho lắm. Và dưỡng ẩm thì tôi có dùng thêm cả Origin này, đây là mùi cam rất là dễ chịu. Em này thì rất nổi tiếng ở nước ngoài, là một trong những Origin này là có những cái sản phẩm dưỡng da rất là tốt. Và của Chanel này tôi chỉ có mua loại, có loại sample được tặng thôi và dùng cực kỳ mê ly, mê nhóc ở đất luôn, rất rất thích. Nói chung là vào mùa đông rồi thì các cậu rất nên quan trọng chú trọng vào việc dưỡng ẩm kết hợp cùng với cả dùng nước hoa hồng nữa.
bởi vì nó sẽ làm cho da mình không bị quá khô. Và những bạn da khô thì rất nên chú trọng cái bước này nhé. Cuối cùng là một sản phẩm hết sức là quan trọng mà tôi muốn nói đến, đấy chính là kem chống nắng. Kem chống nắng là một cái bước mà cơ bản nhất để bảo vệ cho làn da của các cậu. Tớ đang có loại SPF 50, các cậu có thể mua loại SPF 30 cũng được. Và kem chống nắng thì nó bảo vệ cho da mình một cách tuyệt đối khỏi ánh sáng luôn. Và cũng như là nó sẽ, nói chung là sau này khi mà mình có tuổi hơn rồi, mình sẽ nhận ra là việc dùng kem chống nắng nó rất là hiệu quả cho da về sau này. Hiện tại thì không dùng có thể chỉ thấy là da đen hơn một chút cho nó lại trắng lại, nhưng mà thực chất thì về sau da mình sẽ đỡ bị nám, đỡ bị sạm hơn rất là nhiều. Và lợi ích kem chống nắng thì không có gì phải bàn nữa rồi. Và ở bên Nhật ấy thì người ta thậm chí là ở trong những cái tòa nhà người ta vẫn phải bôi kem chống nắng, bởi vì là người ta thực sự bảo vệ làn da của mình. Khi mà ánh sáng máy tính ý, mình làm việc rồi học bài các thứ trên máy tính nó cũng ảnh hưởng đến da của mình rất nhiều, cho nên là rất nên dùng kem chống nắng. Và kể cả khi mà mùa đông không còn sáng nữa, không có nhiều ánh nắng như mùa hè nữa thì vẫn nên dùng kem chống nắng mỗi ngày nhé cậu nhé, đừng có quên em này, nhưng rất quan trọng đấy. Tớ có đọc trên mạng đây thì nó có hai loại kem chống nắng, là kem chống nắng vật lý và kem chống nắng hóa học. Thì kem chống nắng vật lý nó bảo vệ cho tia UV, không tuy nó bảo vệ tia UV nhưng mà nó vẫn sẽ giữ hấp thụ một phần nhỏ tia UV để nó cung cấp vitamin D cho da. Thế còn kem chống nắng hóa học thì nó sẽ ngăn không cho tia UV xâm nhập vào da mình luôn, tức là nó thành một lớp màng bảo vệ luôn, không có một tia UV nào có thể qua được cả. Và thành phần chính của kem chống nắng vật lý thì nó có các thành phần kim loại, thế còn kem chống nắng hóa học nói chung là nó có mấy cái tên hóa học ở đây rất là dài, cậu có thể lên mạng tìm đọc. Và tiếp theo là bảo vệ thì kem chống nắng vật lý nó bảo vệ tia UVB tốt nhất, tuy nhiên thì kem chống nắng hóa học nó bảo vệ được cho các cậu khỏi cả tia UVA, là một cái tia mà ảnh hưởng đến các lớp da ngoài cùng, gây lão hóa và tạo ra các nếp nhăn. Vậy thế là kem chống nắng hóa học bảo vệ rất là nhiều thứ đúng không? Và cái kem chống nắng hóa học thì nó được xác định bằng mức độ chống nắng là SPF. Và các cậu nên dùng những cái loại mà trên 15 trở lên, ít nhất là phải trên 15 trở lên thì nó mới thực sự bảo vệ được da của mình. Và nên bôi, nói chung là bôi một cái lượng lớn, không nên tiết kiệm quá mức mà bôi một tí tẹo thì nó sẽ không có tác dụng lắm. Và nên bôi lại sau 3 giờ nếu mà các, sau cứ 3 tiếng một lần bôi lại, tại vì nếu mà các cậu mà hoạt động ngoài trời nhiều ấy thì nên bôi lại nhiều như thế, chứ còn nếu mà đi chơi kiểu ra ngoài đường, kiểu ở trong nhà thường chắc không cần bôi lại nhiều như thế đâu. Đấy, và đấy là một số kiến thức cơ bản về kem chống nắng mà cho các cậu hiểu thêm. Ok, vậy là clip đã kết thúc rồi. Và tớ có nói qua về các bước chăm sóc da cơ bản nhất của tớ. Nói chung tớ không phải là một con mà chăm sóc kiểu từng kiểu mấy chục bước liền, mà có những bước cơ bản thế này thôi, và nó sẽ giúp cho da mình cải thiện hơn rất là nhiều. Cũng như là tại vì da tớ là da hỗn hợp thiên dầu, cho nên tớ cũng muốn nói qua một chút về những bạn mà có da khác tớ. Ví dụ như là da dầu thì thường da dầu rất hay bị mụn, những bạn mà thực sự bị mụn nặng rồi thì nên đi khám da liễu để cho người ta kê cho mình cái loại thuốc và sản phẩm phù hợp nhất, chứ không nên bôi bừa, tại vì bôi bừa thì nó sẽ bị nhờn thuốc và dần dần da mình sẽ càng ngày càng hỏng hơn ấy. Và nhiều bạn hỏi là làm thế nào để đỡ dầu nhờn, thì tớ chỉ có cách là mình không nên dùng những cái rửa mặt mà làm da mình nó tiết nhiều dầu như tớ nói ở phần đầu rồi, và không nên gọi là cũng không nên dùng giấy thấm dầu quá nhiều nhé. Nếu mà dùng quá nhiều thì nó sẽ có tiết nhiều dầu hơn ý, và nên dùng với một sản phẩm cố định thôi, không nên thay đổi quá nhiều các cái sản phẩm. Thế còn da khô thì nên dưỡng ẩm thường xuyên thôi, và da khô thì có lẽ là sẽ không bị đốm mắt nhiều với mụn, thì nên chú trọng ở mức dưỡng ẩm. Và nhớ là ra đường phải bôi kem chống nắng và đeo khẩu trang, nói chung là phải bảo vệ làn da mình cách đấy nhá. Thì như thế mình có dùng rửa mặt hay là make up hay gì hết thì nó sẽ làm cho da mình càng càng đẹp hơn thôi, chứ nếu mà các cậu không bảo vệ da từ những bước mà căn bản đầu tiên như bôi kem chống nắng thì nó sẽ dần dần sẽ càng ngày càng yếu đi và càng càng nhạy cảm, và cuối cùng thì da sẽ bị xấu đi mà không biết tại sao, đúng không? Ok, vậy là cảm ơn các cậu đã theo dõi. Nếu mà thích clip này thì nhớ like, comment và share cho tớ nhá. Bye bye.